Bộ chính trị đồng ý cho ông Đinh Tiến Dũng thôi giữ chức bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 thành phố Hà Nội. Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng ngày 19 tháng 6, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban kiểm tra Trung ương, Bộ chính trị, Ban bí thư đánh giá Ban cán sự Đảng, Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, quy định, quy chế làm việc, không thực hiện đầy đủ chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để Bộ Tài chính và một số tổ chức đảng, đảng viên vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước. Ban Cán sự Đảng, Bộ Tài chính, nhiệm kỳ 2016-2021 thực hiện không đúng, không đầy đủ chức năng nhiệm vụ được giao trong tham mưu, ban hành cơ chế, chính sách, quản lý nhà nước về hoạt động phát hành, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái, công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, công ty cổ phần tập đoàn An Đông trong quản lý nhà nước về ngân sách có liên quan đến công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC và các doanh nghiệp thuộc AIC. Những vi phạm khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn ngân sách nhà nước và thiệt hại cho nhà đầu tư trái phiếu, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư kinh doanh và trật tự an toàn xã hội, gây dư luận xấu, bức xúc, làm giảm uy tín của tổ chức đảng, và cơ quan quản lý nhà nước. Ông Đinh Tiến Dũng là cán bộ cấp cao của Đảng và nhà nước, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tín nhiệm phân công giữ một số chức vụ lãnh đạo quan trọng. Theo Bộ Chính trị, trên cương vị Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021, ông Dũng đã có nhiều nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành công tác của ngành tài chính, đạt kết quả quan trọng. Tuy nhiên ông Dũng chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để xảy ra nhiều vi phạm tại Bộ Tài chính thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo để ban cán sự đảng, bộ tài chính và một số tổ chức cá nhân có nhiều vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước. Nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng và nhân dân, ông Dũng đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công, nghỉ công tác và nghỉ hưu. Thông cáo nêu: Bộ chính trị đồng ý để ông Đinh Tiến Dũng thôi tham gia ban chấp hành ban thường vụ Thành ủy thôi giữ chức bí thư thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 thành phố Hà Nội. Bộ Chính trị sẽ báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng để ông Dũng thôi giữ các chức vụ theo quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Ban Bí thư quyết định cảnh cáo ban cán sự đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Đinh Tiến Dũng 63 tuổi, quê huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, là ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 14, 15. Ông làm Bộ trưởng Tài chính từ tháng 6 năm 2013 đến tháng 3 năm 2021. Từ tháng 4 năm 2021 đến nay giữ cương vị Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội. Liên quan đến những sai phạm nêu trên, trước đó tại kỳ họp 42, Ủy ban kiểm tra Trung ương quyết định cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng ủy Cục Kế hoạch Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Vụ Tài chính Hành chính Sự nghiệp, Chi bộ Vụ Ngân sách Nhà nước các nhiệm kỳ 2015, 2017, 2017-2020, 2020-2022. Cơ quan kiểm tra cảnh cáo nguyên Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải, vụ trưởng Ngân sách Nhà nước Phạm Văn Trường, vụ trưởng Tài chính Hành chính Sự nghiệp Nguyễn Trường Giang, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Dương Thái nguyên cục trưởng tài vụ quản trị tổng cục hải quan phạm văn việt chi bộ vụ tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính các nhiệm kỳ 2017-2020, 2020-2022 cùng các nguyên thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Vũ Thị Mai, thứ trưởng Võ Thành Hưng, vụ trưởng tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính Phan Thị Thu Hiền, nguyên cục trưởng kế hoạch tài chính Lê Ngọc Khoa bị khiển trách.